lại đấy chơi với mình chơi xong rồi con lại hư đốn như thế hả? Con phải bảo là mẹ ơi cho con đi chơi chứ con không được khóc như thế nhá, con nhớ chưa? Sao lại rời ơi, phải chơi, cho con đi chơi, nói đi, cho con đi chơi. Ngẩng cái mặt lên em. Đây là bất lực khi mẹ không cho đi chơi nên đành phải nằm im như thế này đây. Mẹ không cho em đi chơi hả? Ôi trò chơi này có phải là ngoan không? Có phải là mẹ yêu em không? Để sao em lại đòi đi chơi như thế? Dịch bệnh này ai chơi cùng em? À, lúc nào mẹ cho đi thì mới được đi chứ, sao con lại đòi đi như thế? Như thế là hư nha. Sếp bình tĩnh, sếp bình tĩnh, bình tĩnh rồi nó sẽ được. Không phải kêu nhá. Đấy. Chơi ngoan nhé. Ừ, ngoan nha. Con chào các bạn đi, con chào. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Anh chị, cô bác. Ở đây, ở đây. Chào đi, con chào đi. Chào. Con nào, con chào nào. Con giơ tay con chào. Dạ, cà kê. Thích quá. Dạ, cà kê, cà kê. Ừ, mẹ cháu không cho cháu đi chơi đây. Cháu hư quá. Mẹ cháu, cháu cứ đòi mẹ cháu đi chơi. Cho nên mẹ cháu nhất quyết là không cho cháu đi chơi. Vì cháu đòi đi. Ngông. Như thế là hư, đúng không? Nhá. Con nhớ chưa? Thế con không được đòi hết toáng lên như thế, con đánh mẹ như thế nhá. Như thế là mẹ sẽ không bao giờ mẹ cho con đi. Yêu nhá. Thì thơm nào. Thơm. Thơm. Thơm cô chú, thơm các bạn. Thơm mọi người. Giỏi quá. Yêu nha. Thơm yêu thương nào. Thơm, thơm nào. Yêu thương. Giỏi quá. Yêu thế nhở. Rồi, thơm thế thôi. Thơm thế rồi rồi nhá. Thơm thế đừng. Đẹp quá, đẹp thế nhờ. Ai xếp giỏi thế, xếp cao thế. Yeah. Chào mọi người nha. Chả hiểu sao hôm nay em bé nhà mình lại nhũng nhiễu thế. Cứ đòi đi chơi suốt từ sáng đến giờ. Chẳng làm gì được, chẳng làm YouTube được cho mọi người xem. Đây, chân dung của con người rất nhiễu sự. Con nhiễu sự, đúng không? Vâng ạ.
cái chân lại đổ xong lại khóc. Chỉ kiếm cớ xong là định là khóc thôi, không biết làm sao cơ. Đấy. Có ăn táo không? Có ăn táo không? Có ăn táo nhá, mẹ lấy táo cho con ăn nhá. Con không được khóc nhá. Tất cả mọi người đã đến với kênh Su Hà gia đình của mình nhé. Hôm nay mình uống nước đậu này. Mình uống nước đậu nha. Con chào mọi người nào. Đứng lên chào mọi người. Con đứng lên. Đứng lên. Nào con cứ đạp vào đấy. Xin chào. Mẹ con cháu xin chào mọi người. Cháu hôm nay cháu nhiễu sự lắm mọi người ạ. À. Uống nước đậu với mẹ nhá. Uống nước đậu. Uống nước đậu. Không uống à? Không uống à? Uống nước đậu. Nước đậu mình làm đơn giản, tự làm được các bạn ạ, đơn giản lắm. Có đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, gạo nếp. Con uống á, đây cho con uống nhá. Xong sau đấy mình sẽ mang ra cái quán bánh mì ấy. Quán người ta làm bánh mì xong rồi bảo người ta rang khô cho mình, cho vào lò sấy sấy khô chín ấy, sấy khô chín cho mình đấy. Xong mình về mình lại mang ra cái quán quán nghiền bột trẻ em ấy, mình bảo họ nghiền, thế là được hỗn hợp. Nước đậu uống rất là ngon. Xong cũng không kiểu giảm cân ấy, nhanh tiện gọn. Nào con uống. Uống mẹ. Đấy, ngon. Có vẻ như là các bạn rất là thích nghe những cái câu chuyện tâm linh đúng không? Bởi vì mình thấy hai video tâm linh của mình đều có nhiều bạn xem. Thì chiều nay mình sẽ dành ra một ít chút thời gian và kể chuyện tiếp theo, những câu chuyện tâm linh tiếp theo cho các bạn nghe. Kể một cách lưu loát hơn, gai cấn hơn, mang những câu chuyện tâm linh nó gọi là khủng khiếp ấy, khủng khiếp hơn đến với các bạn. Vừa nghe em này kể nó không được hay. Mình sẽ chiều nay mình gửi em, xong mình sẽ ngồi kể cho các bạn nghe đó. Nhưng mà chiều nay sẽ có một video nấu ăn, bởi vì kể nhiều thì nó cũng phải hết chứ đúng không, kể nhiều chuyện tâm linh rồi đến lúc nó cũng sẽ phải hết. Thế cho nên là chúng ta vừa nấu ăn vừa kể chuyện tâm linh này, như thế nó sẽ hay hơn. Với cả mình thích nấu ăn hơn ấy, là kể những câu chuyện này. Kể những câu chuyện này nhiều khi đi ngủ trông vẫn bị ám ảnh. Bột đậu mình không phải là mình tiết kiệm vì là mình
tiết kiệm, bởi vì là mình sợ chất sợ tốn tiền nên là sợ 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 cái gì, sợ các cái thứ người ta cho vào ấy, mua mua bột đậu người ta làm sẵn ấy, sợ có chất bảo quản rồi là họ không làm, không đảm bảo ấy. Mình tự làm qua hạt đậu đỏ, hạt đậu đen, gạo gạo nếp, đậu xanh, nghĩa là tất có những cái hạt gì ngoài là mình mua hết, xong mình mang ra lò bánh mì mình rang lên, rang xong rồi ra quán nghiền nghiền bột trẻ em ấy. Đấy, xong mình nghiền nghiền nhỏ tăng ra, xong rồi chỉ việc pha với nước. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, rồi. Thế thôi nhá, đây mẹ cho con một miếng nữa. Đây, con uống đi. Đây con uống đi. Ngon quá, con ra đây. Con ra đây. Yêu nhá. Xong mình đem mình nghiền xong về mình pha với nước đun sôi để đun sôi ấy. Xong rồi cho nó ấm 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 xong mình đổ vào 3 thìa. Đó, thế xong uống. Cực ngậy luôn mà ngon. Mình cảm giác như là ngon hơn cái kiểu đậu mình mua ở bên ngoài ấy, mà mình mua của hãng nó cũng không được ngậy như này. Mua những cái bột đậu bên ngoài thường nó có cái vị hương vani ấy. Nó cho vào đây nó có độ thơm hơn, nhưng mà về độ thật của mùi thì cái của mình làm nó sẽ ngon hơn, chắc chắn là như thế. Hôm nay các bạn có niềm vui gì không? Nếu các bạn có niềm vui gì thì comment bên dưới cho mình nhé. Mình sẽ có một buổi nói chuyện về niềm vui mỗi ngày, vì nó sẽ đem lại năng lượng cho mình một cách tích cực cho một ngày làm việc mới, cho những hoạt động mới. Bởi vì chỉ có những năng lượng tích cực thì mới đem lại cho mình những cái hiệu quả làm việc, rồi năng suất hơn, hiệu quả hơn. Đấy. Bây giờ thì bye các bạn nhé. Bye các bạn. Hẹn các bạn vào buổi chiều ngày hôm nay nha.